Alo, xin chào các bạn, mình là Nhân, cửa hàng của mình là Tinh Học Trọng Nhân. Hôm nay mình mới nhận cái laptop của khách HP Pavilion CX3061TX. Tình trạng là hư bàn phím. Hôm nay mình sẵn tay bàn phím thì sẽ hướng dẫn với các bạn cách tháo lắp cái laptop này. Rồi, chúng ta bắt đầu. Dặn ba con ốc đây trước. Kế tiếp mình lại hai cái đế cao su này ra coi có ốc hay không. Đây có một con, hai con. Và bên đây, đây có một con. Mình kiểm tra đây có không. Dưới đây không có. Rồi tiến hành mình tháo ba con ốc ở trên ra. Này là dòng i5 tới hệ 10. Rồi sau khi mình tháo những con ốc này, kế tiếp đây điểm tiếp xúc giữa mặt C và mặt D dưới, mình dùng cái thanh lẫy này mình lại nhẹ. Từ từ thôi nghe các bạn, không có gấp được. Ok, rồi bên đây cho mình lại ra, đã lấy được mặt D của máy. Đây là cấu hình của máy cách. Rồi, ok. Máy đi. Rồi tiến hành tháo cái mở SATA ra. Tháo luôn cái đồ đọc thẻ nhớ. Rồi bước kế tiếp mình tháo toàn bộ ốc của main này ra. Vào quạt ra. Đây mình tháo cái quạt trước. Nhắm lấy quạt ra. Giờ bước kế tiếp mình tháo toàn bộ cái ốc của men ra. Đây nó có làm dấu cái hình motor nha. Chúng ta tháo ra hồi chúng ta nhớ lắp vào đầu.
giáp dắt cáp nguồn mình tháo ra luôn. Okay. Bộ cáp này mình tháo ra luôn. Dàn ốc đừng có đèo quá nha, đè thủng cái này nữa xuống nó làm cắn màn hình, bể màn hình nha. Rồi bắt buộc cái dòng này còn thôi, chúng ta kỹ thì ban đầu chúng ta tháo những con ốc ăn lề này ra trước. Nhóm hai bên luôn. Rồi ta tiến hành lấy nguyên cái bệ mặt xe này ra bỏ máy. Ok. Rồi, sau khi nãy chúng ta ốc của men chúng ta đã dặn hết rồi. Giờ mình nhóm nhẹ lên coi còn ốc không. Ok, vậy đã lấy được cái men. Cái men là cái dơ, các bạn có muốn vệ sinh thì các bạn lấy cọ quét vệ sinh. Còn muốn vô keo tái nhiệt thì chúng ta tháo những ốc tái nhiệt ra, chúng ta vô keo mới. Dòng này đời cao chắc cú keo nó còn, nên chắc chắn keo nó còn, nên mình không có tháo ra vô keo. Ta tiến hành cho men bo vào, chúng ta cầm ngang vậy nha các bạn, đừng có cầm dày dễ cong cái men. Chúng ta cầm ngang, ưu tiên cho các cổng audio và HDMI này vào trước. Rồi, chúng ta để đúng vị trí. Rồi chúng ta xem nghe đúng chân ốc hết chưa? Đúng chân ốc, chân ngàm. Chúng ta tiến hành bắt ốc lại. Okay. Bên đây là ốc trắng. Rồi chúng ta lại nào phải gắn đó chứ, mình gắn cái giắc bo vào trước để dễ quên. Vậy cái bo giúp đi. Ok. Cái này dây cắp nguồn. Xét vào, tiến hành gắn cáp bằng phím vào. Đây có lớp keo, dở keo luôn. Đến dán cố định vô đây.
trí vô nè, chúng ta đè hàm xuống. Ok, cái này các bạn cứ để vậy đi, hồi chúng ta gặp máy lại nó sẽ gọn. Rồi tiến hành cáp vô chuột. Ok, tiến hành lắp M2 vào. Bao đồ đọc thay nhớ. Rồi bước cuối cùng mình nhấn quạt vào. Rồi mình tiến hành mình lắp bộ mặt màn hình. Ta để cho 2000 này vô trước nha các bạn. Tự dựng đứng lên. Ok, vô chúng ta hạ nhẹ xuống. Rồi chúng ta đè cái bản lề nhẹ xuống cho đúng vị trí. Ok, bên đây. Ok, rồi. Cáp đưa ra vào. Ok, ta đè ngàm xuống. Lòn dây cáp anten wifi vào. Ok, đã đúng vị trí nắp. Ta nhấn ốc quanh bản lề. Cho cục pin vào để đúng vị trí. Ok, tiến hành nhấn ốc lại. Đúng vị trí góc ha. Bước cuối cùng mình lắp mặt đê của máy vào cho các ngàm nó đi vô trước nha các bạn.
Rồi chúng ta để nhẹ cái màn hình đó lên, chúng ta dùng tay bóp lại, hạn chế các bạn gặp máy về bóp nha, thì nó dễ hư màn hình nha. Chúng ta bẻ ra, ta bóp giữa mặt C và mặt D. Ok, tiến hành dặn ốc lại. Dán lại cái chân đế cao su. Ok, bên đây luôn. Okay, giờ chúng ta test máy thôi. Này, ông kiếm rất là đều. Rồi, bắt đầu tiến hành test máy. Ok, máy đã chạy. Chân thành cảm ơn các bạn. Chúc các bạn thành công.